Bộ sợi lắp như này là ok. Cái tai này vảnh hết ra ngoài. Nếu như cái tai này vảnh vào trong nó sẽ quệt cắt vào đây. Quệt cắt vào cái thân máy chỗ này. Đến tuổi thọ của máy sẽ giảm và có thể gây hỏng máy. Máy này có một cái ưu điểm là cái bộ trục sới này nó liền một thể nên khi sới đất nó sẽ khỏe hơn so với cái bộ lưỡi sới rời lắp ghép kết nối với nhau từng khúc một. Và cái thứ hai nữa là nó có thanh chống lầy hạn chế lầy máy, và khi ta xới đất nếu như có cỏ ta cũng có thể là cắt cái cỏ đi dễ dàng, hoặc là chính cái bộ này sẽ gây đứt dây cỏ mà ta không cần phải gỡ cỏ.